Xin hân hạnh chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ nhé. Em là Tình, em đến từ Salon Isuka Việt Nam và có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B, chung cư Hà Lộ Hôm Đen, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay thì buổi chiều rồi, em về và cập bến một chiếc Kia Sorento siêu lướt cực hot đang có mặt tại cửa hàng em. Thì em sẽ giới thiệu các bác, đây là phiên bản xích lê trồ bản 7 chỗ máy xăng nhé, bản cao cấp nhất quý vị anh chị nhé. Đó. Xe thì được trang bị ngoại thất màu trắng và nội thất màu trắng kem anh chị nhé, cực kỳ là mới luôn. Đó. Ok, thì sau đây em Tình sẽ đi quanh một lượt chi tiết chiếc xe này để quý vị anh chị và các bạn có thể cảm nhận về một chiếc siêu lướt mới lăn bánh có 8.000 km thôi. Rất là mới ạ. Đó. Trước này thì em sẽ chia sẻ với các bác là xe sản xuất và đăng ký là tháng 2 năm 2021 luôn quý vị anh chị nhé. Đó, và xe được đăng ký tên cá nhân, biển số tỉnh một chủ từ đầu, rất là mới ạ. Và đây là phiên bản 7 chỗ, bản máy xăng xích lê trồ, bản cao cấp nhất. Đó, xe thì hiện tại đang có mặt đã ở Salon Isuka Việt Nam rồi. Quý anh chị nếu như có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy và gọi cho em qua số hotline hoặc có thể kết bạn Zalo với số điện thoại của em là 0911666325. Em Tình, Isuka Việt Nam. Xe rất đẹp và rất mới nhá, sơn zin 100% luôn. Đó. Xe thì được trang bị rất nhiều option cao cấp rồi. Và đặc biệt thì Sorento 2021 này được trang bị cho chúng ta cái hệ thống lốp cực kỳ là uy tín luôn. Lốp Michelin nguyên bản theo xe nhá. Cam 360 đầy đủ hết anh ạ. Đây hệ thống cam 360 chị nhá. Đó. Xe được mang khoác trên mình cái ngoại thất màu trắng rất là đẹp, rất là trẻ trung. Đây là hệ thống lốp anh chị xem luôn nhá. Lốp nguyên bản theo xe Michelin. Lốp được sản xuất ở tuần thứ 46 của năm 2020 anh chị nhá. Đó. Các chi tiết lốp lắp la răng là nguyên bản theo xe và còn rất đẹp và rất là mới. Sơn zin 100% anh chị nhá. Đây là nội thất của cái chiếc xe này. Xe được trang bị nội thất ghế lái chỉnh điện này, ghế phụ chỉnh điện luôn anh chị nhá. Cửa lóc toàn cảnh panorama, nội thất màu trắng rất là đẹp, rất là ăn khách luôn ạ. Và đây là cái phần vô lăng của chiếc xe này, như mới luôn anh chị ạ. Đó, tích hợp đầy đủ những chức năng nhá. Đó. Giữ làn rồi là phanh khoảng cách đầy đủ hết. Đó, chân ga tự động được cruise control này. Chế độ lái drive mode này. Sấy vô lăng này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, chế độ an toàn auto hold này. Phanh tay điện tử này, cảm biến lùi này. Cam 360 này. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt anh chị xem nhá, khi mà anh chị cần xinh nhang trái hoặc xinh nhang phải là sẽ hiện cái hệ thống cam cặp lè ở bên này cho quý anh chị cực kỳ là tiện quan sát luôn nhá. Đó. Và km của chiếc xe thì đã lăn bánh được là 8.517 km. Em Tình khẳng định và cam kết đây là số km zin thực của cái chiếc xe Kia Sorento này. Đó. Ghế lái được trang bị là ghế chỉnh điện cũng như là có hai vị trí nhớ ghế, toàn bộ kính là auto hết và gương kính gập chỉnh điện theo xe rồi. Đó. Rất là mới ạ. Tiếp theo thì em mời chị cùng em xem qua hàng ghế thứ hai nhé. Đó. Rất là rộng rãi và cực kỳ đẹp. Thích nhất là cái bộ cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy. Rất là mới phải không ạ? Cốp thì đương nhiên là cốp chỉnh điện rồi. Hàng ghế thứ ba này gần như là chủ xe còn chưa dùng luôn ạ. Và tất cả những cái phần nhựa hai bên anh chị có thể xem này, nó còn đẹp, rất là mới. Đặc biệt thì có cả cửa gió điều hòa ghế thứ ba và có tăng giảm tốc độ quạt gió cho quý anh chị nhá, cực kỳ là tiện luôn. Đó. Rất là mới ạ. Cốp đóng mở điện rất là thông minh và tiện ích rồi. Sorento form mới all new. Form mới all new này cực kỳ đẹp và rất nhiều option. Nốp nắp là răng theo xe có nguyên bản còn rất là mới ạ. Đấy. Chị xem giúp em nhé. Cực kỳ là mới luôn. Táp bi cánh cửa, nội thất này. Xe rất đẹp và rất là mới ạ. Quý anh chị mua chiếc xe này thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cực kỳ là tối ưu nhé. Mà xe trong khi đó là đều là sản xuất 2021, không bị mất đời. Cái thứ hai nữa, chiếc xe mới chỉ lăn bánh được 8.700 km thôi ạ. Ghế phụ chỉnh điện luôn này. Đó.
Và nội thất thì còn rất là đẹp và rất là mới, chẳng khác gì một chiếc xe bày trong hãng đâu. Dạ vâng, thì nếu như quý anh chị đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Sorento phiên bản máy xăng cao cấp nhất bản 7 chỗ Signature, thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp em Tình để sở hữu chiếc xe siêu lướt và sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cực kỳ là hợp lý so với anh chị mua xe mới nhé. Và đặc biệt thì đây là chiếc xe sản xuất 2021 và đăng ký là tháng 2, tên tư nhân, biển số tỉnh và mới chỉ lăn bánh được có 8.700 km thôi ạ. Lớp sơn là sơn zin 100%. Bên em bán thì luôn cam kết chất lượng bằng văn bản rõ ràng chi tiết cho quý chị, xe không đâm va ngập nước tai nạn, không thủy kích, không ngập nước, và xe không tranh chấp, không phạt nguội, pháp lý minh bạch, giấy tờ sang tên đầy đủ, không tranh chấp, không phạt nguội. Km của chiếc xe này thì em sẽ bao zin cho các bác là chạy chuẩn 8.700 km zin anh chị nhá. Và xe sản xuất 2021. Anh chị mua xe thì anh chị có nhu cầu hoặc có quyền kiểm tra check test xe ở bất kỳ đâu cũng được, em Tình hỗ trợ 100% luôn. Đó, và nếu như bác nào ở xa muốn chốt chiếc xe này thì chỉ cần alo cho em và để anh em trao đổi có cái giá tốt nhất thôi là anh chị chuyển cọc cho em. Thế còn việc giao nhận xe toàn quốc hay là hỗ trợ đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc là em Tình sẽ hỗ trợ quý anh chị 100% luôn. Đó, nên các bác đừng ngần ngại nhá, chỉ cần nhấc máy alo tâm sự với em Tình là sẽ có giá tốt nhất thôi. Thế còn nếu như bác nào có nhu cầu trả góp vay banh thì em vẫn hỗ trợ tối đa lên đến 70% giá trị xe nhé, trên toàn quốc luôn cho quý anh chị. Cuối clip thì em xin được báo giá chi tiết chiếc xe này. Hiện tại thì em Tình Uskai Việt Nam đang chào bán với mức giá là 1.245.000.000 đồng. Giá thì em Tình vẫn còn thương lượng nhiệt huyết cho anh chị nhé, 1.245.000.000 đồng cho chiếc xe còn thương lượng. Có giá tốt nhất thì anh chị hãy liên hệ hoặc inbox qua Zalo của em Tình nhé. Đến đây thì em xin được tạm dừng video và cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem clip của em Tình. Hẹn gặp lại tất cả quý chị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.